Xin chào các bạn, Neo Hobby đây. Hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình nhé. Đây là một hộp của một bộ mô hình mình mới tạo được đây. Các anh em có đoán được đây là hộp của mẫu mô hình nào không? Mình nghĩ là chắc sẽ có anh em biết mà cũng có anh em cũng không biết đâu. Bên ngoài nó chỉ có một cái hộp màu đen như thế này thôi. Đây là hộp của bộ mô hình Gundam Astray, lấy theo thiết kế của Gundam Astray High Resolution của Bandai, nhưng mà đây lại là bản kit, tức là chúng ta sẽ phải tự lắp ráp chứ nó không phải là lấy ra chơi ngay như hàng của Bandai nhé. Đây là của một hãng của bên hàng xóm láng giềng của chúng ta. Ở đây thì mình chỉ thấy ghi có cái chữ là Mr. Model thôi, thì còn ở trên mạng thì các bạn chia sẻ với nhau thì là của MGH, thì mình thì cũng không rõ về cái đấy lắm. Đây, phần hộp của nó chỉ có một hộp màu đen xì như thế này thôi. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp và review bộ mô hình này nhé. Ok, Orewa Gundam Eriku Hajime Masyo. Ok, đây là những cái phía bên trong của nó mà mình thấy được nhá. Đầu tiên mình sẽ thấy có được một bộ đề can dán sticker. Đây là đề can nước này. Và nghe nói đây là đề can loại dạ quang đấy, khá là đặc biệt. Tiếp theo thì mình sẽ có được một cái base này và rất nhiều runner bên trong nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 vì runner lận khá là nhiều. Và một quyển sách hướng dẫn của nó nhé. Quyển sách hướng dẫn của nó thì bên trong mình thấy toàn là tiếng Trung thôi các bạn, không phải là của Nhật đâu, và nó sẽ hướng dẫn chúng ta lắp ráp vào từng bước một rồi tiến hành vào khâu lắp ráp thôi. Mình zoom vào phần runner cho các bạn xem về cái phần chất lượng nhựa của nó nhé. Đây phần nhựa của nó đây. Mình đánh giá là nó ở mức độ vừa phải thôi, không quá được sắc nét, và cái màu nhựa nó cũng màu đỏ đỏ đậm đậm. Đây là các bát màu trắng này. Về độ hoàn thiện thì mình nghĩ là ở mức độ tạm ổn đấy, tại vì mình cũng không thấy nhiều phần nhựa thừa cũng như là những cái mối mà nhìn trông kiểu quá dở quá lợm đời đâu. Và về màu sắc thì nó cũng không được trông nó không được xịn sò như là hàng chính hãng, cũng phải chấp nhận thôi, dù sao cũng là hàng bootleg, hàng thứ ba mà. Đây các chi tiết này thấy cũng tương đối ổn, không có tệ ha. We'll be right back.
Ok, vậy là mình đã lắp ráp xong con Gundam Astray Red Frame của hãng MGH tới đây. Và mình dán đề can đầy đủ cho nó nữa. Đây là ngoại hình cuối cùng của em nó nhé. Vì đây là mẫu Gundam dựa trên cái thiết kế của Gundam High Resolution của Bandai. Thế nên là mình cũng rất hào hứng trong quá trình lắp ráp nó. Và sau khi ráp xong thì nó cũng cho mình những cái trải nghiệm rất là thú vị. Nó là cái con Gundam Astray là... phải gọi là Gundam quốc dân đấy, nhưng mà cái phiên bản High Resolution thì nó lại có cái thiết kế hoàn toàn khác biệt so với là cái con Gundam MG nhé. Đây để mình so sánh luôn. Đây ở đây thì mình có con Gundam Astray phiên bản MG. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là một bên này là kiểu khá là thư sinh hơn, trong khi cái con High Resolution này như kiểu vừa mới tập gym về vậy, với các cơ bắp và quần quận rồi đôi bàn chân nó to hơn rất là nhiều này. Nhìn cái phần bàn chân của nó to đùng luôn, cẳng chân rất là béo bự. Khi đứng nhá thì hai con chiều cao nó cũng cao gần tương tự như nhau các bạn ạ. Cái phần đầu cũng thế, cái đầu thì cái con High Res này nó chỉ to hơn đầu của con này một tí thôi, nhưng mà tất cả về phần thân rồi vai rồi tay cơ bắp cuồn cuộn, chân như là chân gà đông cảo lại rất là to luôn. Về cái đẹp xấu thì chắc chắn sẽ là cảm nhận của tùy từng mỗi người rồi. Có người thì sẽ thích nó mảnh mai như thế này, nhưng mà có người thì lại cũng thích sự cơ bắp cuồn cuộn và mới mẻ hơn của cái con này. Nó được thiết kế dựa trên hoàn toàn mẫu thiết kế của Bandai, nhưng mà lại làm theo cái kiểu kit tự lắp ráp, tức là chúng ta sẽ phải ráp từng bộ phận một. Và tất cả những cái bộ phận nào mà là kim loại ở trên Bandai, ví dụ như là ở cái phần bàn chân phía dưới này chẳng hạn ấy, hoặc là những cái phần khớp ấy, thì tất cả chỉ là đều bằng nhựa thôi. Vì thế nên là cái trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn, và một vài chi tiết nó cũng sẽ hơi thay đổi hơn một chút xíu. Và dù vậy thì về tổng thể ngoại hình thì mình vẫn thấy đây là một cái mẫu rất là đẹp. Màu sắc của nó thì được kết hợp giữa những cái màu đỏ này, mặc dù đây là màu đỏ đậm, không phải là màu đỏ tươi lắm. Giáp màu trắng này, một số những cái giáp thì nó màu ghi hơn một chút xíu, và giáp những giáp màu đen. Và nó cũng được làm rất là chi tiết nhá. Nếu mà các bạn zoom vào những cái phần vai như thế này thì ở Bandai thì nó cũng những cái phần vai này nó cũng có là những cái đường kẻ ngang chi tiết rất là nhỏ như thế này. Thì ở của cái con của MGH này nó cũng được thể hiện những cái phần kẻ nhỏ như thế này, hay là ở phần đùi cũng thế. Cái phần nhựa này nó cũng có những cái đường vân kẻ kẻ này, nó cũng được làm lại tương đối. Vì thế nên là mình thấy là họ cũng copy tương đối là sát theo cái mẫu của Bandai đấy. Chia sẻ về một cái phần mà các bạn chắc là cũng sẽ rất quan tâm, đó là về cái trải nghiệm cảm giác lúc lắp con này thì nó sẽ như thế nào. Vì đây là hàng bootleg, vì thế đầu tiên là về cái chất lượng nhựa thì chắc chắn là không được bằng của hàng Bandai rồi. Cái nhựa của nó mình cảm giác nó khá là cứng và khô, nó không cảm giác mềm và dễ cắt gọt như của Bandai đâu. Và rất là nhiều những cái phần chốt ấy nó không thể nào mà cắm trực tiếp ngay vào được, mà mình sẽ phải có cái động tác là mài rũa cái phần chốt đấy đi để cắm vào. Nếu mà không có kinh nghiệm về xử lý nhựa cũng như là lắp ráp ấy thì kiểu gì là cũng giống như mình hồi mới newbie ấy, tức là vừa lắp ráp lại vừa chửi nhà sản xuất tại sao lại có thể làm cái mô hình kit này ngu như thế này, rồi ấn rồi thì đau hết cả tay. Nói chung là lúc mà mình ráp con này ấy, mình cũng bị đau tay khá là nhiều luôn, vì phải ấn những cái thứ rất là phải mạnh tay, nói chung là khá đau tay với con này đấy các bạn ạ. Nhưng mà sau khi mà mình đã xử lý các phần chốt rồi thì nó lắp ráp cũng khá là khớp, và bây giờ thì thử động chuyển động của nó vẫn giữ được cái sự cứng cáp, nhưng mà nó vẫn chuyển động êm ái mượt mà như thế này và không bị quá lỏng lẻo. Nên là mình khuyên là những cái mẫu mà kiểu hàng bootleg như thế này ấy, thì nên dành cho các bạn mà đã có kinh nghiệm ráp rồi ấy. Còn những bạn mà mới chơi thì vẫn chưa nên lắp ráp ngay những cái mẫu bootleg như thế này, để có thể là có được trải nghiệm tốt nhất, cũng như là có thể xử lý và lắp ráp cái con này cho nó hoàn chỉnh nhất được. Ok, để mình chia sẻ về cái biên độ cử động của con Gundam Astray này nhá. Ở trên mạng đã có rất là nhiều người review và sâu về cái biên độ cử động này rồi, nhưng mà con này có rất là nhiều điều thú vị nên Neo cũng muốn chia sẻ riêng của mình. Ok, đầu tiên là về tư thế đầu của nó nhá. Đầu của nó nghiêng trái nghiêng phải này, xoay trái xoay phải không vấn đề gì cả. Đầu của nó có một khớp bi ở đây nên là xoay không có vấn đề gì cả. Xoay được 360 độ, mặc dù vẫn phải cẩn thận thôi. Và phần cổ này của nó có thể đưa lên phía trước hoặc là ngửa rất xa ra phía sau nhá. Mặc dù là mọi người cần phải rất cẩn thận một chút đấy, tại vì cái khớp này nó rất là cứng này.
nhưng mà cũng phải xử lý đi. Đấy, và nó có thể đưa cổ lên cao như thế này cơ mà. Đấy, mày gặp lại, cẩn thận một chút là được. Rồi, cái phần bách bách phía sau lưng nhá, chúng ta có thể kéo nó ra như thế này và rút nó ra để cho mình dễ xem ở cái phần sau lưng của nó. Đây, cái phần bách bách của nó là cái chỗ mà để cắm cái chuôi kiếm beam ở đằng sau và nó có thể di chuyển như thế này. Đấy, ngoài ra thì cái này nó không có gì đặc biệt quá cả, có hai cái ống phản lực ở đây di chuyển một chút. Rồi, quay lại với cả cái em Gundam của chúng ta. Phần vai của nó này, chúng ta có thể đưa ra phía trước để tăng cái phần biên độ cử động cho phần vai rất là nhiều. Và đây cũng là cái chỗ chuyển động của cái phần sau lưng của nó này. Đấy, lúc mà mở ra thì cái phần giáp lưng của nó chuyển động phía đằng sau, như kiểu độ cơ bắp ở phía sau lưng vậy. Phần vai này, xoay được này. Nhưng mà đến đoạn này thì mình khuyên các bạn đừng có xoay nó một vòng nhé. Đây này, thấy bị chạm một cái giáp này không? Bụng chỗ phần vai này này, chúng ta cũng xoay rất cẩn thận nhưng mà nó dễ bị đụng vào cái phần vai ở đây đúng không? Đấy, phần giáp vai ở đây có thể di chuyển được này, mặc dù là nó hơi bị dễ bung ra nhá. Phần vai này có thể đưa lên tầm như này, cũng tương đối vào cao đúng không? Phần bắp tay di chuyển được một vòng này. Đây là cú gập, đây là cú gập của cái phần cánh tay. Cú gập của cánh tay cũng rất là tốt và khi gập thì cái phần giáp ở chỗ cánh tay này nó cũng sẽ có sự di chuyển này. Đó, cái phần ở chỗ cổ tay này nhá, lúc mà mình di chuyển nhá. Đây là các bạn thấy cái chỗ kể cả cái chỗ cổ tay này nó cũng di chuyển không? Và cái phần bàn tay này thì ở các phần bàn tay cũng có cái phần di chuyển như thế này. Và bàn tay là một khớp bi ở đây này, giúp nó di chuyển cực kỳ linh hoạt ở cái phần bàn tay này luôn. Lúc mình có rất là nhiều cái tư thế rất là lạ. Phần thân mới là cái phần bá đạo của nó này. Phần thân thì người ta làm có thể di chuyển được rất là nhiều luôn. Lúc mình kéo lên này, các bạn xem cú gập bụng của nó này, rất là sâu luôn. Ngửa ra đằng sau này, hết cỡ luôn, giống như này. Và mọi người bảo là chú ý, rất là chú ý cái phần khớp ở phần bụng này, rất là phải cẩn thận cái chỗ này nhá. Tại vì đây là cái khớp duy nhất kết nối giữa phần thân dưới và phần thân trên thôi. Cũng khá là mong manh ở cái chỗ này khi nó chỉ có một phần kết nối bằng một cái chốt duy nhất. Thế nên là rất là cẩn thận. Đến lúc chơi thì bạn trái bạn phải này, rất là giữ luôn. Phần váy trước nhá, chỉ di chuyển được xoay trái sang phải như thế này thôi, không di chuyển được là nhiều. Phần váy bên này ấy, nó cơ chế nó hơi lạ, lại phải váy bên thì nó lại kết nối với cái phần váy sau và nó có thể di chuyển lên xuống như thế này, di chuyển cái phần này. Và đây cũng sẽ là tháo ra sẽ là cái chỗ để cắm kiếm. Còn phần váy sau thì lại là một cái khối nguyên luôn, kết hợp với cái phần hông mà không di chuyển được. Xuống đến cái phần háng của nó thì hai cái khớp háng này chúng ta có thể đưa xuống này để tăng cái phần biên độ cử động. Đây các bạn có nhìn thấy để tăng cái phần biên độ cử động cho phần khớp háng rất là nhiều, đưa lên đưa xuống như này. Đó, nó có một khớp bi cực lớn ở đây. Đây, cú đá lên phía trước này không có vấn đề gì khó khăn với con này cả. Cú đá ra phía sau thì lại bị vướng cái váy sau một chút nhá, hơi đáng tiếc ở cái chỗ này. Còn đây là cú xoạc sang ngang như này, có lẽ là không có vấn đề gì đáng phát đàn cả, tại vì con này nó rất là ít váy nên là cái việc đá xoạc không có vấn đề gì cả. Đây là khớp xoay thì đơn giản rồi. Đây là cú gập chân của nó này, siêu tốt luôn, gập hết cỡ không còn cái chỗ nào để gập nữa. Và khi gập thì giáp ở đầu gối nó cũng sẽ có cơ chế trượt theo, dù là cũng không quá là độc đáo đâu nhưng mà nó cũng tạo cái cảm giác rất là mượt mà và nó liền mạch ở cái phần giáp gối này, nó không để bị tách giáp và để hở gối ra quá nhiều. Cơ chế gối của con này cũng gọi là khá là thú vị, mặc dù là rất là đơn giản thôi. Đấy, cơ chế gập gối rất là đẹp. Ở cái phần bàn chân của nó nhé, bàn chân của nó thì cái phần che mắt cá chân thì hơi bị cứng, còn về phần bàn chân thì có thể đưa trái đưa phải. Ban đầu hơi cứng đấy nhưng mình vặn bẻ nhiều nó cũng mềm ra được một chút rồi. Và cái phần bàn chân này có thể gập được lên nhé, cái phần mũi chân này, ngón chân cái và các ngón chân còn lại nó tách riêng ra này. Đấy, và cái phần gót chân của nó nhé, mình có thể kéo để cho cái phần gót chân nó về phía trước như thế này này, ở cái chỗ sát này nhé. Mình đã phải cắt gọt bớt cái phần nhựa ở đây này, nếu không thì lúc mà kéo lên nó sẽ bị cạm vào phần nhựa ở cái chỗ này đấy. Nên là các bạn cũng nhớ xử lý cắt bớt cái phần nhựa chỗ này nhé. Đấy thì nó sẽ di chuyển vào mặt cá chân nó đơn giản hơn. Về đề can ấy thì chúng ta sẽ có được cho một cái bộ đề can nước cũng khá là to như thế này này. Và trên đề can nước đấy thì chúng ta sẽ có khá là nhiều cái sự lựa chọn để tùy chỉnh theo ý của chúng ta, chứ không nhất thiết là phải theo một cái mẫu nào cả. Với đề can nước thì nó sẽ cho được cái kết quả nó tốt hơn và không để lại những cái phần thừa quá nhiều. Và ở đây thì nó lại là đề can kiểu dạ quang nhé, tức là nếu bình thường các bạn xem thì nó chỉ như này thôi, nhưng mà để mình bật cái phần ánh sáng xanh lên này. Khi bật ánh sáng xanh lên và mình sẽ tắt bớt đèn đi nhé. Đây, trong bóng tối mà mình bật ánh sáng xanh lên thì những cái phần màu cam này này, đấy, những cái phần đề can ở đây nó sẽ phản chiếu lên, nó sẽ thành những cái màu dạ quang như thế này. Đấy,
cái phần vỏ kiếm này này, có những cái đường mình dán như thế này, rút phần kiếm ra. Phần kiếm này có dạ quang lửa như thế này, nhìn trông rất là xịn, nhìn giống kiểu của con Takeda Shinken đúng không? Và đây là Gundam Astray Hi-Rez với bộ phụ kiện của nó. Mình cũng hơi thất vọng tại vì là nó không có nhiều quá nhiều phụ kiện, và cũng như đồ chơi nó chỉ có một số những cái rất là cơ bản thôi. Nó chỉ là một cái thanh kiếm katana và một cái bao kiếm của nó, và có một cái phần để mình lắp được cái bao kiếm này vào hông váy của nó, vì được cho hai cái như thế này. Tiếp theo là các bàn tay thay thế, thì chúng ta sẽ có bốn cặp bàn tay thay thế. Hai bàn tay thì để mở ra này, hai bàn tay để cầm kiếm này, hai bàn tay để cầm súng nhá, và hai bàn tay là để tư thế chắp Namu Ajida gì đấy, hoặc là để tu nghiệp tích đức đấy. Và thêm hai cái bàn tay đang nắm thì mình đã lắp ở trên cái con Gundam này rồi. Hai cái lưỡi beam kiếm năng lượng để lắp vào cái chuôi kiếm để bằng sau lưng của nó. Một khẩu súng beam trông rất là cơ bản bình thường và cũng khá là đặc trưng của con Gundam Astray Red Frame rồi, và một cái khiên của Astray Red Frame. Khiên này thì nó cũng được làm theo khá đặc trưng cơ bản và đặc trưng của Astray rồi, làm hầm hố và gai ngóc sắc nhọn và có vẻ to béo hơn một chút thôi. Tiếp đến là một cái để có thể lắp được súng ở phía đằng sau hông nữa. Có được một cái điểm cộng nhỏ nhỏ đó chính là nó cho chúng ta một cái base màu đen này nhá. Cái base này nhìn trông cũng khá là cơ bản và trông cũng đơn giản, không quá đẹp, nhưng mà dù sao có cái base này để mình có thể tạo dáng những cái dáng bay lượn, hoặc là để cho nó đứng thì cũng bề thế nó cũng tạo được nhiều dáng bay lượn hơn. Nhưng mà mình thấy là nó kiểu nó đang trơn như thế này ấy, chỉ có màu đen nên chẳng có hình gì trang trí cả. Nên mình nghĩ ra là đây là chính mình đang bán những cái mẫu đề can Gundam như thế này thôi. Rất là nhiều cái hình đề can sticker này, một cái gói này của nó là có được 50 cái hình dán đề can nhé, rất là nhiều những hình phong phú. Đây, một tập có khá là nhiều hình và mình có thể chọn một cái hình mà để dán lên trên cái đề can, dán lên trên cái base này cho nó đẹp ha, xem có cái mẫu nào về Astray không nào. Đây rồi, có một hình về đề can về Astray khá là đẹp và ngầu ở đây ha. Bây giờ mình sẽ dán lên, ok, hợp đấy nhỉ. Đây, bây giờ mình sẽ dán lên cái base này nhé. Đây, chỉ cần đơn giản là móc ra thôi, xong rồi thấy cái vị trí thích hợp dán vô, ok. Đây, và cũng làm cho cái base nó nổi bật và có cái hình liên quan đến căn hộ Astray cũng rất là hợp ha. Ok, nếu mà các bạn nào mà có hứng thú với cái bộ đề can này này thì mình có để ở phía dưới cái phần mô tả nhé, các bạn có thể vào xem ha. Bình thường với cái tầm giá tiền của một con bootleg như thế này này thì mình khi mua ấy, thì mình ngoài các vũ khí của nó thì sẽ thường là sẽ có kể cả phần backpack đằng sau, có thể là cánh hay là phần súng các thứ gì đấy riêng rất là độc đáo. Nhưng mà cái con này ngoài cái body ra và các vũ khí rất cơ bản ra thì nó lại không có những cái vũ khí đặc biệt gì cả khác, là mình thấy với cái mức giá đấy này thì nó cũng gọi là hơi đắt đối với một con hàng bootleg. Nhưng mà đổi vào đó thì con này nó phải gọi là chiến thần về tạo dáng và ông hoàng pâu thế các bạn ạ. Vì mình có thể tạo rất là nhiều dáng hay ho độc đáo cho nó, ví dụ như là dáng tạo dáng cầm kiếm của samurai, hay là tư thế tạo dáng của Yasuo ấy, thì cũng không làm khó được cái con này luôn. Mình là một cái người mà rất là thích tạo dáng pose thế cho Gundam, vì thế nên là Astray là một trong những con Gundam mình cực kỳ thích, vì nó có thể tạo được rất là nhiều dáng đẹp và khó nữa. Và đây là một tư thế rất thú vị, đặc trưng của các samurai nhé. Mà gần đây nhất thì mình thấy tiêu biểu là nhân vật Kinetsu ở trong bộ truyện mà Demon Slayer ấy. Mình thì không đọc truyện nhưng mà mình thấy cái ý tưởng nhân vật đấy có một cái tạo hình nó cũng kiểu gặp người hết cỡ này, nhìn trông kiểu rất là ngầu mà mang đúng đậm chất phong cách của samurai ấy. Cảm giác cúi gập người xuống, nhưng mà cảm giác như là đang tích tụ năng lượng và chuẩn bị là bung tỏa nguồn năng lượng người ra, phóng tới kẻ thù bất cứ lúc nào ấy. Thì để làm được cái tư thế đấy thì không phải là con Gundam nào cũng làm được nhá. Những cái mẫu Gundam này như con này thì mình đã phải cho nó cái phần lưng của nó gập hết cỡ lại này, xong rồi cả phần hông này phải gập được hết cỡ của phần hông, và phần chân của nó cũng phải gập được, và kể cả cái phần bàn chân
phải ngửa lên được phía trước được. Đấy, nên là đây cũng là một tư thế rất là khó mà mình cũng phải căn chỉnh mãi thì mới được đấy. Nó lại còn ngả về phía trước nữa. Cái tư thế này thì bắt buộc phải dùng base mới được nha. Nhưng mà làm xong thì rất là ngầu, rất là chuẩn phong cách samurai. Ok, bây giờ thì mình sẽ tạo một vài tư thế action cho con Gundam này cho các bạn coi ha. Ok, anh em thấy khả năng pose thế tạo dáng của em này như nào? Quá là tuyệt vời luôn đúng không? Leo tạo rất là nhiều dáng tư thế và cảm thấy rất là thỏa mãn với cả biên độ cử động của em này. Có thể xứng đáng gọi nó là chiến thần tạo dáng, ông hoàng pose thế được luôn đấy các bạn ạ. Ok, vậy là kết thúc cái bài chia sẻ của Neo về mẫu Gundam Astray High Resolution như là của hãng MGH. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm Gundam High Resolution của Bandai với mức giá dễ chịu và thì đây quả là một lựa chọn khá là tốt luôn. Anh em nghĩ thế nào về mô hình này thì hãy để lại comment cho Neo được biết nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho những video trong tương lai của Neo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.